Xin chào mừng các bạn, thì hôm nay lại một mẫu xe của gia đình các bạn ha, dòng Fortuner máy xăng số tự động đời 2013. Thì xe này thì đã đi được sử dụng 7 năm rồi, nhưng mà theo đánh giá của khoa thì chất xe nó còn khá là đẹp nha các bạn. Thì xe thì mới sử dụng được có 54.000 km thôi, thì các bạn cứ nghĩ đi, 7 năm mà đi 54.000 đúng nghĩa là một cái xe gia đình thôi các bạn ha. Nên đâm ra là từ nước sơn nè cho tới những cái phần mạ rơm rồi đèn pha rồi tất cả các chi tiết trên xe còn khá là mới nha các bạn. Kể cả lớp xe luôn, 4 lớp zin theo xe 2013 luôn nha bạn. Còn rất là dày luôn, đúng nghĩa nè. Xe đi 54.000 nè, như mặt capo nữa bạn ha, rất là mịn màng luôn. Đó. Các bạn lấy tay các bạn sờ lên nó rất là mịn như một cái làn da em bé luôn ha các bạn. Rồi cụm đèn pha nè, rất là sáng bóng luôn. Đó. Có một vết chày nhỏ trên đây thôi nhưng mà cái này cũng không đáng kể đâu. Phần mạ rơm nữa bạn ha, rất là sáng luôn nè. Các bạn thấy không? Không có bị ố luôn á, có nghĩa là xe này tuy rằng sử dụng 7 năm nhưng theo khoa đánh giá là xe này được để trong nhà trong mát nha các bạn. Tại vì sao? Những cái xe mà các bạn không sử dụng mà các bạn đậu ngoài nắng thì cái phần đèn này nó cũng sẽ bị ố vàng, và cái phần mạ rơm này là nó sẽ bị ố, nó sẽ bị những cái vết mốc lên nha các bạn ha. Nó không có được đẹp và sáng như vậy. Đó, những chi tiết là rất là còn rất là liền với nhau và màu sơn rất là trùng khớp nha các bạn ha. Đó. Đó, thấy không? Thì bên hông xe từ trước đằng sau các bạn thấy màu sơn rất là liền lạc nè. Phải nói là cực kỳ đẹp nha các bạn ha. Vỏ xe. Đây vỏ xe là đi năm 24.000 còn rất là dày nè. Đó. Phải nói là vỏ gai khá là dày luôn các bạn ha. Đát xe là vỏ đát 23 đúng luôn nha các bạn. Thì cái mâm này là mâm bạc nhưng mà khách này nó cũng khá là cầu kỳ là nó sơn là cái màu đen này các bạn ha. Nhìn nhưng mà nhìn rất là cứng cáp cái xe mình. Xe thì cũng được trang bị phim cách nhiệt nè, che mưa nè. Đó. Và xe đi 54.000 7 năm thì phải nói là ron cửa còn rất là dạng, còn như mới luôn. Các bạn nghe cái tiếng đóng xe không? Rất là chắc tay nha các bạn. Tại vì sao? Những cái chắc tay này khi các bạn đi xe thì nó sẽ tạo một độ cách âm cho mình các bạn ha. Đó, rất là êm tay các bạn ha, rất là chắc. Xe thì 54.000 thì phải nói là một năm nếu mà sử dụng chia ra thì bình quân có khoảng chừng 6 gần 7.000 cây số thôi, phải nó đi khá là ít nha các bạn. Nó cực kỳ ít luôn. Đó, phần phía sau bạn thấy không? Cũng là cản sau có cảm biến da nè. Có camera da luôn nè, thấy không? Đó. Đây, đèn sau rất là sáng các bạn ha. Nó cực kỳ còn đẹp luôn các bạn ha. Rồi, để Khoa mở cốp xe lên cho các bạn coi. Đó. Đây là khoang phía trong. Thì các bạn cũng thấy đây là nếu như mà gia đình mình 5 người đi sử dụng cái xe này thì hai cái ghế này sẽ được gấp lên như vậy, tạo một cái khoảng trống trong xe rất là rộng để các bạn nào mà có nhu cầu để hành lý hoặc là chở đồ mình đi du lịch thôi bạn ha. Thậm chí luôn là con nít đó nó gặp luôn cái băng trên nữa, ngồi dưới đây trải một cái lớp nỉ gì đó, lớp gì đó để mình ngồi mình chơi cho con nít nó chơi đùa nha các bạn, rất là thoải mái luôn. Và nó là phần cốp phía sau khá là rộng, còn nếu mình đi 7 người thì mình hạ ghế xuống mình để được hai cái vali lớn nha các bạn. Đi du lịch Vũng Tàu, Phan Thiết, Nha Trang mình đi khoảng 2-3 ngày thì chứa đồ thoải mái, các bạn cứ yên tâm về phần cốp này. Cốp đóng rất là chắc luôn ha. Rồi bên tài xế thì các bạn cũng thấy không, nước sơn từ trước ra sau rất là đẹp, rất là sáng bóng luôn. Đó, vỏ xe đây nè cũng còn gai rất là dày, đát vỏ cũng còn 23 nha các bạn ha. Đó, đát 23 luôn nè, thấy không? Xe phải nói là gai còn cực kỳ dày luôn mà ha, đúng chất xe luôn. Các bạn mua xe bên ngoài các bạn sợ bị xe không đúng đồng hồ nè, rồi xe có bị đâm đụng hay kích không, thì tại Toyota Tân Cảng bên mình thì cam kết những điều đó là chính xác luôn nha bạn. Không đâm đụng, không ngập nước và không thi kích, và vỏ xe là không tua nha. Vì sao? Nếu mà có tua đồng hồ thì cũng không thể nào mà kiếm được bốn cái vỏ xe mà gai còn cao như vậy mà đúng đắt vỏ 23 nha các bạn. Bây giờ nếu mà kiếm vỏ cũ thì cũng kiếm được 27 hay 18 là cùng thôi ha. Đây phần nội thất các bạn ha. Nội thất là màu kem. Đó, màu rất là sáng sủa. Đó, rất là rộng rãi. Có đây trần còn rất là đẹp hơn ha. Thấy có cửa gió phía sau nè. Hai dàn lạnh nên có một cửa gió phía sau. Các bạn mà đi du lịch xa băng ngồi băng sau á, băng này và băng cuối á, thì có hướng gió ra ngoài rất là mát. Đó. Power view một cái dòng nội thất phía trước cho bạn thấy không, còn rất là đẹp luôn. Có màn hình DVD này đủ không bạn ha. Đó. Khá là đẹp.
xe thì các bạn kiếm một cái xe Fortuner 23 máy xăng tự động này mà mới đi có 54.000 mà chất như con này thì khá là hiếm nha các bạn ha. Đây ghế lái chỉnh điện nè các bạn ha. Đó, đây Khoa đang chỉnh xuống để ngồi cho nó rộng rãi nè. Đó. Đó, ghế lái chỉnh điện vô lăng đi 54.000 thì còn rất là đẹp nè. Đồng hồ đúng 54.000 luôn ha các bạn ha. Trang bị đầu DVD nè. Đó, các bạn thấy không, cái xe mà đúng chất 54.000 còn khá là đẹp ha các bạn ha. Vì sao? Vì những cái xe đi như vậy hầu như là cho gia đình sử dụng nên đâm ra cái xe còn rất là mới, rất là chất nha bạn, và đạt đồ và đầy đủ phụ kiện option theo xe rồi, như DVD, dán phim, chạy sàn này kia tất cả đầy đủ hết rồi. Các bạn mua một cái xe cũ mà các bạn tiết kiệm được như vậy thì khá là nhiều ha các bạn ha. Rồi thì Khoa cũng xin nói nhanh thôi, thì cái mẫu Fortuner số tự động đời 2013 này thì tại Toyota Tân Cảng bên mình đang định giá với mức giá bán là 600 triệu cho cái mẫu xe này các bạn ha. Vì cái xe này đã sử dụng qua niên hạn 7 năm rồi nên đâm ra thì ngân hàng bây giờ không có hỗ trợ cho vay nữa. Đó, nên đâm ra là các bạn nào mà muốn mua những cái xe Fortuner máy xăng số tự động mà muốn vay ngân hàng thì bên Khoa vẫn có những cái dòng xe 27, 28, 29 cho các bạn. Nhưng mà những cái phần đó thì bên Khoa sẽ hỗ trợ trả góp được, còn đối với 23 này thì Khoa xin bán tiền mặt thôi nha các bạn ha. Đó, thì Khoa cũng xin nhắc lại đây, mẫu xe Fortuner số tự động máy xăng đời 2013 với giá bán là 600 triệu cho cái mẫu xe chất như thế này, chỉ 54.000 km thôi. Các bạn nào quan tâm xin hãy liên hệ với Khoa để lên theo dõi trực tiếp cái xe này nha. Và bên Khoa vẫn xin nhắc lại là vẫn có thu mua xe cũ nha các bạn ha. Các bạn đang đi những cái mẫu Innova hoặc là Vios đời cũ muốn lên Fortuner máy xăng này, bên Khoa vẫn thu lại những cái mẫu xe cũ đó nha các bạn. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi Khoa. Xin cảm ơn các bạn.